Rồi, em xin chào nhà nha. Hôm nay em lên thêm lô mới cho nhà chọn ha. Thì bên em vẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản ở bên em bao ship ha. Rồi đầu tiên một con Armani nha. Con này thương hiệu của Italy của Ý á. À, máy thủy, này được cái là 6 kim một lịch máy thủy ha, 3 cốt nè. Thì độ mới cao lắm. Thì cái đồng hồ này nha, kim rốn đồng hồ chính nè, này thể thao, máy này thể thao nè, bấm thể thao chạy nè. À, bấm thể thao kim lớn chạy ha. Bấm ngưng nè. Reset nè, full chức năng nha. Có nhiều anh em hỏi đồng hồ chạy không, đồng hồ phải bán chạy mới ok hết mới bán được nha. Đó, nên cái nhà kiên tâm ha. Thì toàn thân con này là đá xay mứt luôn, nó ghi trong mặt nó xay mứt, đá trắng, độ mới rất cao. Mấy này thì cái nhà đeo đám tiệc rất là sang nha. Bên hông nè, thì là thương hiệu nổi tiếng nữa. Độ mới mặt sau đây bác bốn ốc vi tính nè, máy Thụy Sĩ nha. Full zin nha, con này thì full zin toàn thân nè, cái khóa dập hiệu nè. Để em đo dây nữa coi. Con này dây của nó, con này dây tay 19 đeo được á, nhưng mà khuyến cáo 18 năm thôi, tự tay 17 mà dư 3 ngón nè. Lên tay thì cái form này quốc dân nha, tay nào đeo cũng vừa, tay lớn tay nhỏ đeo cũng được, tự nó cái form này, kiểu xây quốc dân rồi. Anh em có nhiều anh em ta hợp phong thủy màu trắng lắm, với lại full đá. Thì các bản mà thép đồng hồ mà thép trắng, thép nguyên con thì rất nhiều, nhưng mà đá rất là ít ha, với lại đặc biệt là đá trắng rất là hiếm luôn. Thì con này cái niền của nó cũng cũng kiểu đá luôn nha, tràn viền vậy nè. Kính là thường theo máy này là kính sapphire, mà con này có vết đây nha, có vết đây xíu nè, có vết chấm như dạng đầu tâm vậy đó. Nhưng mà hàng si là không có bao kính sapphire nha, kính cũng còn đẹp, báo kính đẹp thôi nha, kính ok, có chấm xíu đây nè, có báo ha. Dây khóa thì zin nó hết đây. Anh em phong thủy chốt này mặt sau. Con này thì rửa mặt đi mưa được nha, chống nước 50 m rửa mặt đi mưa nhẹ được. Hàng si lưu ý không bao nước ha, bắt bốn ốc uy tín này. Rồi em đo size nữa coi, size ngang của nó luôn là 42.8 đứng, 52 mỏng, 11.5. Một con thương hiệu quý ha, thương hiệu nổi tiếng, con này đeo thì sang ha, nó lại full đá nữa, phong thủy nữa. Rồi con này em bán 1350 thôi, chịu 350k mà F77 nha, tự nó có cái chấm xíu đây nè, nên bên em cân nhắc giá ha. Máy thủy mà giá này thì quá ok nha, anh em về ví dụ mình để đi xài cũng được, hoặc là mình nói chung đánh cũng được nha, tự kính nó còn dày lắm, đánh cũng được. Còn thôi mình thay kính bình thường nha, tùy anh em mình thôi, giá thì bên em đã cân nhắc rồi nha, 1.350.000 mà F77 ha. Giờ cái nhà mua cái con đó như giá trị cũng chưa bằng cái tiền đá nha, tiền đá giá trị ban đầu nữa đó, nhiều lúc hàng si quá rẻ. Rồi một con Senko, anh em hay hỏi bản chuẩn nội địa, nội địa Nhật là chốt mấy con Senko này. Con này thì thương bản kỷ niệm hoặc là bản limited đó, bản dành riêng cho nè Senko Anna, tức là hãng hàng không nha, thường cái hãng nó đặt đồng hồ đó, là nó đó, mặt xanh ha. Chạy cũng là chạy 6 kim 7 kim, chứ con này 7 kim đây nè, đây 2 kim bấm thể thao cái đó, bấm thể thao chạy nè đó. Đây 2 kim nữa nha. Lịch gốc 3 giờ mặt xanh phong thủy ha, niền xây được nha. Đây chỉnh nó cho đúng, niền còn đẹp ha. Con này độ mới cao lắm, này dây khóa nha, thấy nè, độ mới cũng rất ok luôn, dây khóa zin dập hiệu Senko mặt sau đây. Nó là bản kỷ niệm luôn, nó sẽ khác những cái con mà Senko 6 kim thường xíu nha, đáy sấy luôn nè, thông số dây nó đầy đủ nha. Rồi con này bản thép toàn thân ha, thép đúc toàn thân. Anh em mà hay hỏi dòng 6 kim mà chuẩn hãng nên chốt mấy Senko này, khó lầm lắm nha. Rồi con này thì dây tới chắc 20 được nha, 19 17 mà dư đâu 4 ngón cũng được, đang chạy thể thao nè, mặt xanh luôn, kính zin không sứt mẻ nha. Cái này kiểu vết ma sát chứ không phải chạy đâu nè, lấy tay lên này ma sát này về mình có thể ngồi bắt cana khi nó ra hết luôn nha, không cần đánh bóng ha. Bên hông đây phải xước 4 góc cũng còn hết à, dây khóa chốt khóa an toàn hết nha, này chắc lắm. Rồi xe ngang của nó luôn là đo thẳng gì trước nha, này 40 á, con này đúng chuẩn 40 nha, đo rìa phải hơn nha, rìa tới 42.7, xe quốc dân rồi. Bấm chiều đứng của nó luôn là 46 mỏng nè, đó 10 ly, bấm ngưng thể thao cái này. Reset nha, đó kim chạy nè, 7 kim nha, 7 kim ha, kim rốn đồng hồ chính nằm bên đây nha, thể thao lịch gốc 3 giờ. À, con này Senko chuẩn nội địa 6, 1.650.000 mã F80 nha, 1.650 F80 ha,
6 kim, dây thoải mái nha. Rồi em lên chỗ nhà đây, một con Casio, con này dòng multi bánh 6 này, bản đặc biệt nè, cọc số La Mã mặt trắng. Đó. Này có cái hộp ha. Cái hộp Casio. Này anh em hay sưu tầm á, ví dụ mà sưu tầm dòng multi bánh 6 mà chưa có bản nè. Bản này bản sẽ cao hơn những cái con kia xíu nha. Cái này độ mới thì khỏi bàn, mới tinh. À. Quay kỹ nha thầy. Phay xước. Nhiều lúc mình mua cũng dòng này luôn, nhưng mà cái mắc hơn 150 hoặc là 200 gì đó, nó tùy cái độ mới mình mua nha. Rẻ hơn vẫn có ha, nên nhiều lúc hàng si mình mua giá gì là quá rẻ rồi. Nhiều lúc mình cứ thấy nó cao hơn 100 200 mình không dám mua, nhưng mà thật sự nó mình mua giá gì quá hời so với con hàng mới. Mới con này chắc cũng phải 4,5 triệu nha, 4,5 triệu á, mình mua hàng si mà cái độ mới nó còn hơn 90% mà còn mặt sau đây. Thì anh em nào dị ứng với bản cách in China chốt cách in Thái Lan nè, cái bản này bản dòng cao của hàng multi bánh 6 các bạn, nó dòng cao về cái đời này thôi, cái dòng này thôi, nhưng mà đó, nó sẽ khác mấy con kia xíu, nó sẽ cao hơn giá trị hơn xíu ha. Nè cái nước sơn bên hồng như thế. Thì vẫn là mã WVA M630 nha, bản dạng kiểu đặc biệt xíu, dây gút ha, tao đeo cũng vừa, dù anh em mà chưa biết cái lẫy này lên về tới về lui nè, rồi lẫy xuống thôi, đơn giản đeo mình gài lại mở ra. Rồi con này cọc La Mã ha, còn tiếng Nhật nè, cái nhà thấy mất pin nè, đó, còn mới mất pin ha, pin cao luôn nha. Bấm này xem múi về thế giới nè, thêm được nhiều múi về thế giới luôn, Paris nè. Đó, rất nhiều múi giờ thế giới, ví dụ mình có người thân nước ngoài mình để múi giờ nước ngoài mình coi, bấm nước múi giờ coi báo thức. Con này thì một ngày cái nhà chỉnh được 5 lần báo thức luôn, 5 lần báo thức, một báo tiếng đúng tiếng chín cái nữa đó, bấm giờ thể thao giờ đếm ngược quay lại giờ bình thường đó. Một con đồng hồ mà nó hội tụ nhiều chức năng nha, rất là nói chung mình mua máy này giá này giờ đã hời rồi, mình xài thì cũng đã hết lỗ rồi, ví dụ giá trị ban đầu nó cao thì mình xài thời gian lỗ, với máy này thì lỗ gì nữa nha. Xe ngang 42 chịu đứng luôn là 45 mỏng. 11 thì tiền nào của nấy thôi. Rồi con này em bán 950 nha, 950k đó. Đây 950k ha, nếu mà anh em mà không lấy cái hộp á, không lấy cái hộp thì 8,5 800 nha, thu lại cái hộp xị đó. Anh em không lấy hộp 850 ha. Rồi em lên cho nhầm con này kiểu anh em hay sưu tầm thôi, kiểu nó màu đồng cổ thôi. Thì những anh em mà hay hỏi những con đồng hồ mà nồi đồng có đá, xài bền siêu bền, đừng nên chốt những con này ha. Con này chỉ cho những anh em mà ta kiểu ta mua đồng hồ về người ta sưu tầm, chứ ta cũng không đeo nhiều đâu. Có cái mẫu này mẫu kia, con này được cái máy Nhật luôn nha, chạy máy Nhật luôn ha. Rồi có báo nè, lắp ráp nhà máy đặt ở China nè, nó ghi nè. Đó. Lắp ráp đặt ở China ha, để có nhiều anh em ta không ngại dị ứng China, thấy chữ China cứ hô đồ Trung Quốc. Nhưng mà chạy máy Nhật ha, chạy máy Nhật trắng nha. Thì cái này do là hàng trưng bày nha, nó trong nó sẽ răng xíu nè, răng nhưng mà nó không có bong gì đâu, nó không có cũng không có rít gì đó, nói chung đeo được đó, nên con này em bán rẻ về anh em mình có thay dây còn thôi cứ để gì sưu tầm nguyên thủy của nó đó, đầu 20 ha, dây đầu 20 đó nè, nhìn nó nguyên khóa nó luôn nè, cái nút thì cứ này kéo ra chứ kéo ra chỉnh giờ thôi, đang bình thường đó nè. Rồi xi ngang của nó luôn là 40, đứng luôn là 45,7 mỏng. Đó, 11 như bán bộ máy nha. Lên tay nè. Anh em ta có nhiều anh em ta đeo những con gì nè, cổ điển lên kiểu cái màu cổ điển lên mấy cái bộ đồ mà bụi bụi á cho nó hợp. Rồi 280 mã F75 nha, chuyển khoản bao ship ha. 280 chuyển F75 chuyển khoản hết là bao ship nha. Rồi em lên chỗ nhà Wood đi. Mới về đây, Wood cơ này đi nha. Con này Whitaker thương hiệu Nexon Thụy Sĩ nha, con này Thụy Sĩ nha, anh em search Google là biết, chụp hình cái nè đó, search Google Google tìm kiếm trên điện thoại cũng được, Google mà chụp ảnh á nó là gan này thôi, nó gì thuộc dạng cơ Whitaker cổ ha, cho nhà xe máy nè, em mở sẵn nè đó, 18 chân kính nha, tức là trong máy có 18 viên ruby màu hồng, cái máy Thụy Sĩ nhìn chắc không đó, cho nhà thấy bánh tóc là thấy là biết rồi. Đang chạy rất mướt, chạy đúng giờ nha, con này đang chạy đúng giờ luôn. Máy này thì thường anh em hay sưu tầm cái quất này nha, cái dáng gì á, cái dáng này nè, anh em ta có thiết kế một cái kiểu cái dây á, cái dây mà nó có cái móc á, là để đeo luôn.
Rất là hay luôn nha, rất là được cái xe to nữa ha, để giờ đeo bộ máy đeo biết chừng nào hư. Cọc số La Mã, ê cọc số học trò chứ, mặt trắng nhìn cổ điển nha. Cái này là bản thép nha, bản thép ở trên Google nó có dịch ra nha, dịch ra nha, dây của nó luôn á. Dây này chưa khui này luôn. Rồi một con quýt cổ nha, quýt cơ cốt nha, xây 45 mỏng 11 ly đó. Anh em nào hay sưu tầm chốt này chạy kim rốn gốc 6 giờ đó, nhìn thấy cổ rồi. Rồi con em bán 950 mã Q6 nha, 950k mã Q6 thì sỉ mà giá này là quá bình dân như vậy, bán giá cân nhắc ha. Đây con này là dây chuyền, bên Nhật thì người ta hay có cái dây chuyền quýt nha, nè đeo dây chuyền, công nhận cái nước vàng của Nhật nó tới giờ mà còn vậy luôn nha, còn chưa có phai bao nhiêu nè, rất hay luôn ha. Cái dây chuyền này là cơ cốt đang chạy chuẩn luôn, nó ghi Swiss thì cho nhà xe máy máy Swiss xưa á, nè đó nhà xe máy máy Swiss xưa, máy Thụy Sĩ nha, nó ghi Swiss nè, thấy không, chữ Swiss máy xưa, máy một chân kính á, hai anh em sưu tầm. Rồi cái này là kiểu dây chuyền ha, full vàng toàn thân. Này kiểu sưu tầm cổ thôi, nó đang chạy rất chuẩn nha, chạy ok, mặt như khảm vàng nha, thiết kế. Rồi anh em hay sưu tầm chốt máy này, quýt quýt dây chuyền ha, này đo thẳng gì luôn nha, đo maximum 35 mà mỏng rồi đó, 10 10,5 nếu mà đo ở trong đây không 30,5. Rồi con này 280 mã Q3 nha, 280k mã Q3 nha, giá như cái máy vậy đó. Rồi một con quýt hình con ngựa nha, kêu mã đáo thành công, như cái này mua quà tặng cũng được, ý nghĩa. Thiết kế nha. Ở sau nha, hoa văn cũng hay lắm. Đây họa tiết hoa văn nữa, hay lắm. Máy Nhật nha, mặt mặt trong đây cọc số học trò vậy nè, bật ra thôi, buông phề pháo đeo bỏ túi, dùng bỏ túi coi giờ nhìn thấy cũng cổ điển nha. Xe ngang của nó 41.8 mỏng 12 ly. Rồi, quýt em bán 350 mã Q5 nha, 350k mã Q5 ha. Rồi một con quýt bạc đúc, anh em nào sưu tầm quýt là chưa có con bạc đúc chốt này. Đây đây nha, ở sau chưa bóp siêu luôn nè, để nha xem, thì nó ghi là xe nó ghi là server 925 ở ký hiệu của bạc đúc nha. Đó. Thương hiệu ở đây ở trước cũng vậy luôn, chứ cũng ghi vậy nè, server 925 ha, bạc đúc toàn thân á, dạng như nó mạ cái lớp gì ngoài nha, nhưng mà nó thật sự nó là full bạc đúc cái wood thôi nha, còn cái này là thép nha, để công hô toàn thân nguyên cọng dây nữa chết luôn đó nha. Này wood này như cái nhà mua giá trị bạc thôi, chứ thật sự cái tiền bạc về cái nhà mua một cây bạc cũng hết mấy trăm ngàn, 700-800 ngàn, cái triệu bạc rồi đó nè, máy Nhật nữa. Rồi một con quýt mỏng nha, này anh em sưu tầm mới tin nè, về làm quà tặng nó được cái là hô quýt bạc nó cũng ý nghĩa nữa nha. Nói chung nhiều lúc mình mua giá trị thấp nhưng mà ý nghĩa cao nha. Xây 40 mỏng thì 68 nữa. Rồi 550 mã Q1 nha, 550 mã Q1 với giá trị bạc thôi, bạc đúc ha, toàn thân cái quýt thôi nha, còn cái máy dây là dây thép dây zin đó luôn á. Rồi một con quýt có cái vỏ cọng dây vàng chạch, mấy cọng dây Nhật thấy xịn ghê. Con này thì đọc cái là hai lịch quýt kính lấp hai lịch, quýt thì ít có lịch lắm, mà riêng mấy con này có lịch. Này dơ thì về mình lau quá nha, về lau xì ba nhẹ giúp em ha, về có con thì dơ thì lau, thấy lau có con thì không mấy. Này về mình bắt cà na sẽ bóng láng, là nó cũng có dạng muối muối tiêu nhưng mà không không đáng kể, như bắt được nha, xử lý được kính lấp ha, cho mấy chú có đọc sách hoặc là nghiên cứu gì nó tùy mình. Được cái là hai lịch full vàng luôn, nhà thấy nước vàng cái con quýt xịn nước vàng, nhà thấy nó chắc lắm. Gì cô vậy nè, có hình hai con gà hay gì đó, hai con công con gà gì biểu tượng gì đó. Rồi một con quýt cái gì nè, có cái vỏ cái bao này, cả nhà về cả nhà cầm cái bao là biết xịn. Anh Nhật anh cũng chắc cũng anh cũng đầu tư vô cái bao này cũng dữ dằn. Xe ngang của nó luôn là 41 mỏng 13.9, cái bao da xịn luôn á. Rồi co quýt này em bán nha, giá là 450 nha, 450 mã Q4 nha, 450k mã Q4, cái bao da mà đủ cũng đủ tiền rồi. Như vậy nè, rất là hay luôn.
Anh Nhật ta cũng số đồng đồ với đồng hồ nữa. À, con này thì đây máy Nhật đen, ở bên em máy nào bán máy đó nha, chứ không phải cái máy nào cũng đè xuống bán máy Nhật hết nha. Ừ, ở mặt trong cọc số học trò mặt trắng, nhìn cái màu nó cổ điển nha, chứ nó mới lắm, nó mới, nhìn cái màu nó vậy thôi chứ thật sự nó mới nha. Nó cũng thiết kế kiểu cổ cổ, dây của nó đấy, cổ dây là biết rồi. Này biểu tượng xe lửa gì đó của người Nhật. Rồi xe ngang của nó luôn là 46.8 mỏng 15. Rồi 200 mã Q2 nha, máy Nhật đen nha, 200k mã Q2. Máy Nhật đen. Rồi em lên chỗ nhà kính đi, mới kính trước đi, kính lão trước đi nha. Cái này thì kính lão kính Nhật nha. Kính này mạ vàng toàn thân luôn, độ mới thì khỏi bàn. Nè, nó thương hiệu Cavantino gì đó. Thương hiệu Ý vậy nha. Mà là kính Nhật ha, lắp ráp Nhật. Nước vàng. Con này kính độ nha, kính độ kính lão gì đó. Về mình nó có ghi độ đây nè. Nó ghi hai độ nha. Đó, có báo hay về cô chú anh chị đúng độ về mình đeo vừa mình đeo luôn nha. Còn thôi mình thay cái chồng. Này là cái này là kêu hai cầu nha, hai cầu. Đó, mới lắm. Mấy cái này thì mới tinh nè. Dính bụi thôi. Chồng của nó màu này kêu màu nâu nha, màu nâu ha. Mấy cái nút này nha thấy chưa có dùng rồi. Cái kính xuất sắc luôn. Kính Nhật. Rồi xe ngang của nó em đo cho. Này xe ngang của nó luôn là 13.13.7 nha, 13.7, 13.5. Rồi 350 mã H37 nha, 350k H37. Mới tinh nha. Rồi một cây ở đây nha. Một cây cũng vậy luôn, con này thì không khác gì, hai con không khác gì nha, nhưng mà con này độ thì 3.5 độ. Đó, cô chú anh chị nào 3.5 độ chốt máy này thì đó, về đeo rồi vừa ha. Nè, mấy cái thiết kế điểm nhấn nè. Hai cây thì giống nhau rồi, không khác gì mới cũng vậy luôn, có cây là chỉ khác độ thôi. Đây máy nút nguyên si nè, cũng vậy luôn nha, thương hiệu Valentino gì đó, TO gì nha. Mạ vàng toàn thân ha. Này dính dơ nè, lau nè, nó lau tới đâu rồi sáng tới đó thôi. Rồi cây này thì ba ba độ rưỡi. Xe ngang của nó luôn là 13.7 luôn, 13.7, 3.8 gì đó. Đó. Rồi 350 mã H38 nha, 350 H38 ha. Đây cây này thì cũng có độ nha, có độ có lão, có báo chung vậy đi. Về thì đeo vừa, đeo vừa mình đeo luôn, còn không vừa thì cứ lắp cái chồng nha, chủ yếu bán rộng này mới tin, thương hiệu chữ G gì vậy? Chữ E chữ G gì vậy? Này có hiệu đây, nó có là Rularuchi Paris Pháp, này cái kính Pháp ha. Nè bên hông ở đây này em nghĩ cái form này là nam nữ được nha, nam nữ chung một cầu nè. Mấy cái nút này nha thấy cái kính nè, nếu mà nó xài nhiều nha thấy sẽ là dơ, còn này mới tinh nè. Cái kính cũng có lớp chắn gương ha, nhà thấy điểm nhấn nè. Kính hiệu mới ha, quay chi tiết. Rồi một cây kính thương hiệu Paris Pháp, mã vàng toàn thân nha, xe ngang 13.5 đi, 13 năm 13 4 gì đó. Đó, 13 năm đi nha. Rồi cái này em bán 250 mà H36 nha, 250 H36 ha. Về mình lắp chồng lão chồng cặn gì vô hoặc chồng mát tùy mình nha. Rồi cây này thì siêu nhẹ luôn, cái này kính của này thương hiệu gì, u u tem gì đó, u te gì đó. Đây thông số đủ nha, cái này cũng kính Nhật kính hiệu á. Này nó nhẹ lắm, nó siêu nhẹ luôn, màu mã não toàn thân ra mấy nút nè. Về cái chồng này vừa lão vừa độ mình đeo nha, có báo nha, để mất công về có nhiều trường hợp mà mua xong hô sau cái chồng em báo độ bán lão báo lão xong về đeo không vừa tùm lum nha, nó chết luôn nha. Nó bên em chỉ có bán kính si, cái bán rộng chủ yếu rộng ha, nếu mà cô chú anh chị về mình đeo vừa là mình đeo là sẽ hời luôn nha, có cái chồng của Nhật thì hời luôn, còn thôi mình lắp cái chồng nha, chủ yếu mình lấy rộng. Mình mua rộng này ở Việt Nam không bao giờ mua được cái giá này nha, không bao giờ mua được 250 đâu. Xe ngang của nó luôn là 13.5. Rất đẹp, dáng rất đẹp ha. Mới. Như vừa độ vừa lão đeo luôn, rất hài. 250 mã H39 nha, 250 H39 đeo siêu nhẹ là nó đó. Rồi một cây kính mát, kính râm, kính mát. Cái này thì kính Nhật nha, kính Nhật. Còn mới lắm. Màu mắt của nó màu nâu,
Thì trên đây nha, trên đây thì nhà thấy trong đồ này, thấy cái kiểu ấy ấy, nhưng mà mình đeo vẫn được, đeo thấy em đeo đi thấy vẫn bình thường chứ không có ảnh hưởng gì tới cái tầm nhìn mình hết đó. Đó nè, dáng như mấy con mà kính tây full đen ha. Mấy nút này nhà thấy là biết mới rồi, do nằm trong lô thì có mấy cái vết này thì báo nha, phải báo để mất công anh em mua cái kiến về không có thuyết phục nữa, mất công nói tới không có nhiều tiền, có 180 mất công nói tới nó lùi không hay nha. Xe ngang của nó luôn là 14 rồi, cái này mình đeo đi đường hoặc đeo gì cũng được nha, tự nó kính tâm 180 mà H30 nha, 180k H30. Đây cái kính này mới độc nè, cái kính này thay vì mình thường là mình đeo kính em thấy cái chiều này nè, nó sẽ nằm trên, mà kính này thiết kế nằm dưới nha, nó nằm dưới vậy nè, rất hay luôn. Một cầu ngang nè, độ mới này thì ok lắm. Đó, này cũng là một cây kính hiệu nha, nhà xem thương hiệu Livan gì đó, em xài kính có biết hiệu ha. Nhìn thông số nè, thông số đây nha, 56 20 gì đó, mà cây này cái dáng rất là độc nha, anh em mà hay sưu tầm kính mà cũng là kính tâm kính mát nha, kính tâm kính mát sưu tầm kính mà chưa có dáng này nè. Chốt này kính này kêu màu gì ta, màu này màu gì, màu nâu hay một màu xanh trà sao nha. Ở cây này thì xe ngang 13.8 nha, xe đẹp luôn 13.8. À, cây này em bán nhà giá 350 nha, 350 mà H31, 350 H31 nha, cái này hiếm thấy, ít thấy, bán kính nhiều thấy ít, chắc có nhưng mà ít. Rồi cây này cây inox full nè, full thép inox hết luôn, toàn thân luôn nha, cây này chắc. À, mấy cái nút mày nhìn thấy đã không? À, mấy này thì dành cho những người trẻ nọ đeo, người trẻ hay đeo mấy cái form gì nè, mới nha, mới tinh nè, cái cũng là kính mát kính tâm nha, kính mát kính tâm có cái lớp chắn gương nha, có lớp chống tia UV gì đó, cái dáng kính nhật nha, cái dáng rất đã. Chủ trẻ đeo máy này cũng được, hoặc mua cho mấy bé mà bị cận mấy trai mấy gái được hết nha, lấy cái gọng, còn cái chồng thì mình thay vô 13 nha, xe ngang 13 ha. Rồi 250 mã H33 nha, 250 H33, chồng cái gọng này biết chừng nào hư, thấy gì chứ nhẹ nha, chứ nó thép nhưng mà không có nặng. Đây cái này mới kính mát luôn, kính mát kính tầm, cái này cái thương hiệu nha, cái đúng hiệu luôn, đeo đúng mấy cái cây này mỏng Korea Hàn Quốc nha, đi Korea ha, nước vàng còn đẹp, lắp ráp China nha, nó ghi nè Made in China, có sao báo vậy nha, để anh em về mất công hô China sao của Trung Quốc sao bán chính Nhật là chết luôn nha, thông số nha. Thì kính thì hoặc là đồng hồ gì em bán trên live em báo kỹ nha, báo kỹ tình trạng sao hoặc là nó chi tiết sao lắp ráp ở đâu rồi nọ thì có báo rồi nha. Đó, anh em mình cảm thấy thuyết phục mình mua, chứ mua về cái máng vốn những cái nó không có đúng đó, thì nó cũng không hay nha. Cái này thì cả nhà thấy nó mạ vàng toàn thân nha, chứ không phải thường được cái này nè, nhà thấy mấy nút này, thấy nhà thấy điểm nhấn mấy kính xịn, nhà thấy cái từng chi tiết nó là biết rồi, nước vàng của nó nè. Có trường hợp mua về xong mà hô xài không được thì cả kính ra bán gọng kêu đeo được luôn chắc chết luôn nha, nè tha dập hiệu nha. Mấy kính hiệu nhà mới nó mới có từng chi tiết nha, mấy cái nút này cũng đẹp. Rồi xe ngang của nó luôn là 13.4 13.5 gì đi, 13.3 này nam nữ được hết, mắt râm nha, mắt râm có lớp chắn chắn gương. Rồi cái này bán 250 mã H34 nha, 250 H34. Rồi cái này thì quy một cái lớp chắn dầu nha, chắn dầu ngoài này. Đó rất chắc luôn, cái này thì chắc ở Việt Nam chắc em nghĩ có bán ấy, nhưng mà chắc không bằng mấy này đâu, mấy này thì nè thấy nè mới tinh nè, nhưng mà được cái là lắp ráp China nha, mắc in China, lắp ráp bên China nha, nè dẻo lắm. Em nghĩ là anh em đã từng mua những con này Việt Nam vẫn là mắc in China thôi, em nghĩ là vậy, nhưng mà giá trị nó cũng 600-700 ngàn cây. Mấy này đeo mát mắt lắm, cái kính cái trọng của ta xịn mà. Cái này nếu mà không trôi em để em xài cũng được nha, cái này hay lắm, nhìn nó đã lắm. Rồi cái này thì để em cho size nó coi, xe ngang của nó luôn là 13.5 nha, 13.5 ha. Cái dáng đây y vậy nha. Rồi cái này bán 250 mã H32 nha, 250 mã H32 ha, 250k H32.
Rồi em lên tiếp cho nha, một cây này cho mấy chị nữ hay mấy nam tùy mình, thích đeo mình đeo, tự nó là dạng đi như mã não vậy nè, thiết kế như mã não. À, cái mắt có màu hồng, có lớp chán chán gương đi, độc đại chán gương nha, đó là chống tia UV đó, nhưng mà mình không có gành, độc đại chán gương cho lẹ cũng mới ok. Mắt thì cũng có dạng trong lô có xíu, nhưng mà đeo không ảnh hưởng tầm nhìn ha, có báo ha, 150 mà H35 nha, 150k H35. Mấy chị nữ đeo mấy này thôi, thì thay cái kính đi đường á, cái nhà đi mua mấy chục cả trăm mày, đeo xong một lần một dục rồi. Mấy này thì đeo vô mát, rất mát mắt nha, xe ngang này 14 đi. Ừ. Rồi 150 thôi, H35 chuyển khoản bao ship nha, 150k. Ừ. Rồi em lên cho nhà một con đồng hồ thương hiệu, con này Ý nha, Ý nó có gương miệng nè, máy Nhật chống nước 200m, tức là núm cổ chai, đúng rồi, núm cổ chai đáy sấy nè, tắm rửa đi mưa bơi vẫn được, hàng xây lưu ý không bao nước, bản thép đó nha, bản full thép toàn thân luôn. Con này thấy gì chế độ mới cao không nha, thấy hàng xây mà còn dày vậy nè đó. Này nó dạng như hàng nè, đâu có ai đeo đồng hồ để dây, hàng chưa lên tay, nhưng mà do anh nằm trong lô nhà thấy nó cái vết vậy thôi. Ừ, nhưng mà độ mới nó hơn 85 chậm ha, được cái nó mặt dạ quang luôn nha, chết chưa, có mặt dạ quang lùng một lịch gốc 3 giờ nha. Rồi con này 550 mã F44 nha, 550k F44. Này anh em tay vừa tay nhỏ thôi, dáng quân tẹt xưa mà. 36 mỏng. 9 ly. Đứng luôn là 42 nha. Đó. Rồi 550 F44 ha. Rồi một con Tech Note. Con này thương hiệu Thụy Sĩ xưa, sau này bán cho Nhật, nó chạy máy Nhật thôi. Đó. Bản của nó là một bên phối 5 viên đá ceramic ha, này dáng vuông tăng, này đeo thì sang rồi, đeo đám tiệc cũng sang, độ mới nè. Tech Note thương hiệu Thụy Sĩ máy Nhật. Mặt sau đấy bắt bốn ốc nè, nó ghi thông số nha. Đá xe máy kính sapphire đầy đủ ha, bắt bốn ốc nè. Nhà thấy nắp sau thấy uy tín, đeo nhiều nha thấy mòn như lắm, này ít đeo nè, bên hông còn đẹp. Nguyên khối sapphire cái kính đó nha, kính nó cong xuống là nguyên khối sapphire luôn đó. Lịch gốc 3 giờ nha, lịch gốc 3 giờ ha. Mặt đen bao cong lên tay nè. Dây thì 18 được, lên tay này nam nữ dùng chung được nha, nó dáng vuông tăng mà, để em đo size. Xe ngang của nó 27.6, đứng luôn là 38 mỏng, 6 ly 7, 9 980 nha, F54, 980k F54. Cả nhà đã từng mua những con này ở Việt Nam như lúc trước cũng có những bán những con này nè, 7 8 triệu nha, 7 8 triệu mới mua được con này. Hàng si thì giờ giá gì quá hời, mà độ mới này, gần 90% mà. Giá quá ok nha, 980 ha, F54. Một con bearing thương hiệu này cũng thương hiệu của như của Sagan, của Đan Mạch nha, thương hiệu của Đan Mạch, nhưng mà được cái đời nó cao hơn, đó là kính sapphire ha, kính sapphire tự sao có ghi nè, nó thông số có ghi thì sẽ đọc đó nha. Ừ. Ghi sapphire glass, tức là sapphire nguyên khối cái kính đó, này bản thép thép toàn thân luôn, dây zin nó hết rồi. Nó anh em nào mà mua một con đồng hồ chuẩn nội địa Nhật á, full zin á, bản dây da, thấp dây da chốt này, cái khóa bearing nhập hiệu nè, dây này nó hơi xanh xanh xíu chứ dây đen nha, nó hơi xanh mực á, 5 kim chứ không phải là ba hai ba kim nha, 5 kim sẽ cao hơn mấy con thường cái ha, lên tay nè. Ừ. Này phơm xe quốc dân rồi, thì 5 kim thường một cốt là sẽ là lịch ngày đây nè, từ 1 đến 31 nó ghi nè, với lại thứ nè, mọi thứ đang chạy rất chuẩn nha. Con này về cái nhà là kiểu ngồi lấy cana đánh mấy này là bóng là hay si, mà chủ yếu bên em về vệ sinh thôi, còn thật sự về nhà có spa thêm ha, có nhiều anh em ta muốn để chắc si luôn á, đánh bóng quá là chơi nha, là không chịu á, anh em ta cho cầm đồng hồ say 40 8 41, đứng luôn là 46.8 mỏng, 8 ly nha. 850 mã F82 nha, 850k F82 ha. Reduno này thì chuẩn dòng CDN này, nó là dòng bình dân của CDN, nó chạy máy CDN luôn ha. Thì lịch vạn niên là chỉ có dòng máy cao cấp mới nó mới chạy lịch vạn niên thôi nha, lịch vạn niên cái tức là cái bộ máy đó thông minh nha, tháng thiếu tháng đủ cũng bước qua ngày mới tháng mới hết đó. Nó tự hiểu, nó bước qua hết, còn cái đồng hồ thường mình cứ kéo núm ra chỉnh giờ chỉnh ngày, nhưng mà tháng thiếu tháng đủ phải chỉnh, còn này là tự nó bước qua ngày mới tháng mới luôn. Cách chỉnh giờ cứ báo em, cái dòng này em chỉnh ok, dây thì dây đỏ, anh Nhật thích dây đỏ, em không thích về lắp dây đen dây trắng như tụi mình ha, dây Bambi dây Nhật, bên Nhật mới có dây Bambi ha. À, con này thì lắp ráp Thái Lan, giờ bán con này như bán cục pin, với cái bán bằng giá trị cục pin thôi, cái máy xịn sò mà
mà nó full vàng á, lên dây da rất dễ đeo quá nha. Mắt in Thái Lan, xe ngang của nó luôn là 37 đi, đứng luôn là 44 mỏng 9 ly, 550 mã F46 nha, 550k F46. Đó, anh em nào thích dây da văn phòng nữa, chốt mấy này đúng. Độ mới thì ok đây, hàng si là nói chung mình mua hàng si nhận hàng con đồng hồ vậy là vừa ý nha. Rồi một con điện tử nè, cho mấy anh thích điện tử không chuẩn nội địa là mấy này nha, thấy phay xước nè, còn zin phay xước ha, còn dính dơ thôi, về lau vệ sinh cái nè, trong mặt kính dính dơ chứ không phải chạy nè, là em lau bông bông lớp dơ nha, tự mới về lên dây khóa zin đó nè, dính keo ha, dính lau cái ra liền. Dây nha thấy không, nếu mà đeo nhiều nha thấy nó sẽ mòn vậy lắm, còn này còn phắn luôn, còn xíu phắn, tức là ít đeo nè, mặt trong thôi, hàng sim quay kỹ vậy thôi như vậy. Nhiều anh em kêu chụp hình rồi kỹ gì nữa, nó cả nhà cứ xem video kỹ nha. Lên em chỉ là chụp cái mặt trước mặt sau đó là chốt đơn thôi nha, chứ còn kêu chụp tới chụp lùi thì bên em không không có chụp. Với lại mà kêu mà có đồng hồ mà gửi qua bán cho anh khó lắm, khó mua lắm, với lại mua xong mà về mà không vừa ý á, lỗi này không vừa ý á, tự mình đâu có xem video, mình đâu biết là cái lỗi nó báo sao đâu nó, nên mình không vừa ý thì nó qua nó lợi thì mất thời gian. Đồng hồ ví dụ giá trị có 500 ship đi chuyển khoản hết bao ship là hết mấy chục ngàn này, nó mấy chục ngàn hoặc là cái gần cả 100 ngàn, tự bên em mua bảo hiểm mình ship số nhiều phải mua bảo hiểm nha, nó mình ăn kết với bên giao hàng nên tiền vận chuyển cũng hơi cao mà lời có nhiều nha, rồi bất công đổi tới đổi lui nó không hay thôi, mất thời gian không hay nữa nha. Xe ngang 347 mỏng 15 cũng vậy nha, con này dòng đời cao á, multiband 5 tức là nó bắt được 5 sóng radio nước ngoài luôn á. Xe mua về thế giới nè, dòng cao ha, bấm về thể thao 6 tiếng là giờ đếm ngược. Ê, đó giờ thể thao này đếm ngược 6 tiếng báo thức, quay lại giờ bình thường đèn đây, full chức năng nha. Rồi con này em bán 500 mã F74 nha, 500k F74. Mấy anh mấy chị em mấy anh với này mấy bé cấp 2 ú ú, tại ú đeo đúng được luôn, tay 17 nè. Rồi 500 mã F74 nha, Swat Switch thị sĩ 3 kim đơn giản mặt xanh nha. Con này cọc số như thấy nhỏ ha, vô tối nè to ra liền đó, tức là vô tối cho mình thấy cái số nó dễ nha, nhỏ nha, nhuyễn nè, vô tối to nè đó, rất hay ha. Lịch chốt 3 giờ mặt xanh, kính không sức mẻ, dòng báo quá lông mèo ha, toàn thân nó thép nha, đấm dập hiệu đấm đính viên đá xanh nè. Mặt sau nhà thấy uy tín không, còn phay xước luôn, nó dẫn ra chợ máy Switch Mart ha. Thì anh em hỏi nó là chỗ này làm gì, mở ra nè, vặn ra thay thay cục pin vô, nó là xài hoài luôn. Thụy Sĩ nó bền, dây zin đó nè, lớp da ở trong dây da khóa nguyên zin luôn. Đây Swatch dập hiệu ha. Rồi con này thì xây 37 xe quốc dân thôi, 37 năm luôn, này to một xíu đó. Đứng luôn 42 mỏng đó, 11 ly. Con này thì siêu bền, mấy này anh em thích dây da mà chuẩn Thụy Sĩ á, chọn con Swatch là không bao giờ lầm nha, tự dòng này không có hàng nhái nha. Rồi 600 mã F776 nha, 600k F76, nó không bán thương hiệu cho ai nên không có hàng nhái đâu. Một con Ikea này cứ search Google cái nhà biết giá trị cho mấy chị nữ là biết rồi, giá trị rất cao, màu xanh đó nha. Này thì cái cao su này, cao su mịn nha, nó sẽ dính bụi, về cái mình lấy nước mình lau cũng được, rửa nước là cũng sạch. Kính zin không sức mẻ, độ mới còn cao, đeo thể dục thể thao ha, cái khóa nha không phay xước luôn, mặt trong có cái trang web riêng nữa nha, www.ike.watt.com, thông số đủ nha. Cứ search Google cứ bấm đồng hồ hiệu Ikea là ra đấy nè, chữ Ikea là ra nó đây, dây khóa nè. Rồi con này là cho mấy, nói chung màu xanh này nam mấy chị nữ đeo được hết nha, 39 mỏng 9 ly, 500 mã F78 nha, 500k F78. Viên con xanh luôn, đeo thể dục thể thao siêu nhẹ. Rồi một con Rinoma thương hiệu Paris, máy Thụy Sĩ nha. Này cho những anh em mà tay mảnh mà đang tìm một con đồng hồ chuẩn thụy nha, máy này nha, Rinoma thương hiệu nổi tiếng nha, thấy phay xước đó nè. Đó, dây zin đó nha chứ không phải đánh bóng nha. Đánh bóng là không bao giờ còn cái phay xước này em quay nè. Đánh bóng nó sẽ bóng lưỡng luôn, phay xước zin nó luôn, kính không sức mẻ ha. Lịch cốc 3 giờ, máy Thụy Sĩ Ronda nha. Máy to, máy quyền cái vòng tròn nè. Mặt sau cái Swiss nè. Rồi con này thì dây thoải mái rồi, này như hàng trưng bày luôn, chưa cắt dây nha, lên tay rất là ôm ha. Thì form này thì em có báo rồi, anh em cứ 16 đổ về đeo là vô dính kịch nha. Đó. 16 đổ về thôi, có nhiều anh em tay 17 18 họ thích đeo những con nhỏ gọn bình thường.
Ừ. Có nhiều anh ta thích những con gọn thôi, tay to thiệt nhưng mà đeo những con gọn bình thường nha. Cái đó là cái phong cách riêng của người ta nha. Xe ngang của nó luôn là 36. Nhưng mà đó rìa phải hơn nha, rìa phải hơn cho 38 mỏng. 7 ly 2. Càng đây 41 càng cúp mà. Tay nhỏ càng nhỏ càng đẹp. Bên hông. Rồi con này em bán 750 mà F79 nha, 750 F79 ha, máy Thụy Sĩ nha. Rồi thì bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hẹn nha. Còn nếu tin tưởng em á, chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.